Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có, Hai Bi đây! Ủa? Hai Bi hả? Hai Bi đâu? Hai Bi dưới đây nè! Chị Banana! Gì vậy? Chị Banana xuống đây đi, Hai Bi có cái này tặng chị Banana nè! Thôi bây giờ cao quá, chị Banana không dám xuống, Hai Bi ơi! Ôi, chị Banana xuống! À! Ôi! Hai Bi tặng cho chị là cái mắt kiến cực ngầu. Wow, không? Cái mắt kiến ngầu màu trắng hả? Chị Banana đeo vô coi! Oh my god! La 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 la! Hai Bi cũng đeo, Hai Bi thích màu xanh lắm! Hai Bi thích màu xanh hả? Đúng rồi, Hai Bi đeo. Thôi bây giờ chị Banana phải xuống dưới á, lấy đồ để làm công việc thôi, à, kim quên. Cương đồ. Chị Hai Bi. Chị Banana, hồi nãy Hai Bi á có ráp ráp á, Hai Bi đi chặt cây, Hai Bi ráp cái này luôn nè. Đâu? Cái này miếng thật hả? Ráp thật hả? Không, ráp cái này nè. Đâu? Banana đặt ra thử đi. Cái này cái gì đây giống cái ngã thì ô, dễ thương quá vậy ta. Wow. Hai Bi đi đào đá gắn. Ủa không, Hai Bi đi lượm đá đó. Giờ Hai Bi gắn ở đây hả? Đúng rồi. Rồi dễ thương quá ta, Hai Bi thông minh quá. Thôi chị Banana đi tìm kim cương để chế tạo giáp. Tại vì giáp hết rồi, hư hết rồi Hai Bi. Ừ. Ây da, đâu rồi kim cương đâu? Kim cương đâu? Trời ơi, nhà mình hết trơn đồ. Chỉ còn toàn là gốc với thịt cá không vậy Hai Bi? Kim cương đó hết trơn rồi Hai Bi. Hai Bi xài, Hai Bi lỡ xài hết rồi. Trời ơi, Hai Bi này xài hao quá trời đi. Bây giờ không còn chế tạo đồ nữa, chán ghê. Chứ sao, giờ mình phải lấy đồ đi mai thôi, lấy thịt heo nè, lấy luôn cốc đá, cốc gỗ gì đi, đủ đào. Trời ơi, Hai Bi này. Thôi mình đi đại đi Hai Bi ơi. Ok. Bây giờ thì chị Banana với Hai Bi sẽ đi mai nè, để tìm thiệt là nhiều kim cương để về chế tạo đồ nha. Và nếu các bạn thích clip này của chị Banana thì các bạn nhớ nhấn like cho chị Banana nha. Và share video, bạn nào mà like với share video chị Banana sẽ thả tim cho bạn đó nè. Giờ thì quýt chị Banana và đi thôi. Thôi đi Hai Bi. Thôi Hai Bi, Hai Bi đừng có mai cái hang đó nữa. Tại vì Hai Bi biết sao không, cái hang này mình mai hoài đó hả, chắc không có còn đâu. Giờ mình đi qua cái làng khác xa xa mình mai Hai Bi. Ok. Đi thôi, đi đi Hai Bi ơi. Ok. Thôi Hai Bi ơi, mình mai cái hang này nó nhỏ quá, nó không có gì nè. Thôi mình đi hang khác Hai Bi ơi. Đi 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 đi. Ui mà trời tối quá Hai Bi ơi. Rồi mình đi mai á, này mình thôi chết cha không, xa nhà quá rồi. Ơi, chị Banana. Sao Hai Bi? Lạnh quá à. Đúng rồi, sao tự nhiên trời tối thui vậy? Đi chạy đại Hai Bi ơi. Trời mưa quá, dòng gió quá trời. Ê Hai Bi, Hai Bi, ở bên kia có làng kìa Hai Bi ơi. Mình chạy đại qua bên kia đi. Sao Hai Bi? Mình tới mình xin mình ngủ một đêm đi ha. Đúng rồi, mình phải xin ngủ lần đêm đi chứ bây giờ về làm sao mà kịp. Đúng. Chạy đại thôi các bạn ơi, trời ơi mưa quá. Không ngờ hôm nay mưa luôn. Chú cái gì mà chú, sắp tới làng rồi kìa, mình vô đó mình xin chú mưa luôn Hai Bi ơi. Chú mưa chứ không phải chú. Trời mưa quá, mình tìm cái nhà nào đó mình vô mình ở đại đi, mình xin mình ở đại một đêm đi. Ừ chị Banana. Nghe vô lại cái nhà này đi Hai Bi ơi. Đâu cái nhà nào lủng vậy? Đi ra đây. Đâu 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 đâu. Ôi cái nhà này, trời nó không có cái cửa Hai Bi ơi. Ê ở đây có cái nhà nè Hai Bi ơi. Ở đây có một cái căn nhà có người ta ở trong kìa. Ủa, đi vô vô. Wow. Hello, chào mọi người cũng đi trú mưa đó à. Trời ơi ông ơi, nghe nè, cho tôi á đi mai á bị lạc đường á mà mưa quá, ông cho tôi vô đây trú ngủ hết mưa tôi về nha. Trời ơi, bà biết mưa ở đây là mấy tháng rồi, lúc nào á dân làng giờ cũng lạnh cống nè, vừa đói vừa rét nè, không có ra ngoài được, lúc nào cũng lạnh lẽo vậy đó. À, mấy ngày á mấy cái nhà kia không có chống mưa được hả mấy nhà đó? Cười quá hả, nên qua nhà ông trốn đỡ hả? Đúng rồi, cái nhà tôi là chắc vững chắc nhất ở trong ngôi làng này đó. Bởi vậy thấy đàn bà con nít con gái gì cũng vô đây trú hết á, mà tụi tôi giờ vừa lạnh mà vừa đói vừa run nữa. Ủa, chắc gần ngôi làng cũng chết người nhiều lắm rồi, chết hết 7-8 người rồi, giờ còn nhiêu đây thôi á. Mà sao mà đi chết vậy? Vì trời mưa trời gió giông bão á, lạnh vậy đó. Trời ơi tội nghiệp làng này quá các bạn ơi. Làng á bị mưa gió hả, lạnh chết hết mấy người rồi. Bây giờ á chị Banana phải suy nghĩ cách để mà cứu dân làng mới được. Nếu mà di chuyển dân làng thì cũng không được, tại làng ta ở đây ta quen rồi đúng không? Ông ơi. Ơi cái gì đó. Để hỏi thử mới được. Vậy á, sao anh không dời đi chỗ khác mày ở đi, mở đây hoài vậy? Làng của tôi sống từ đây từ đó tới giờ, từ nhỏ tới lớn giờ tôi quen rồi, tôi không đi đâu hết á. Trời ơi, đã bảo vậy mà còn không chịu đi nữa. Bởi vậy thấy chưa, chị Banana đón mà, biết thế nào cũng không chịu dời đi. Hay là bây giờ á, ha, à, đúng rồi. Mình sẽ có cách giúp dân làng sẽ được ở trong nhà và được sưởi ấm nha. Bây giờ á Hai Bi ơi. Cái gì? Hai Bi, chị Banana có cách này nè Hai Bi ơi. Bây giờ á chị Banana định á là xây cho các dân làng này á bằng cái căn nhà lava để sưởi ấm á Hai Bi. Nhà lava đó chắc nó sáng nữa đó. Đúng rồi, lava thì phải sáng nè, mà vừa tại vì lava nó nóng đúng không? Để xây cho làng cái ngôi nhà lava để sưởi ấm đi làng hết thì chết. Hai Bi. Mà Hai Bi nói mưa ở đây cực lớn, lạnh nữa. Thì đó, bởi vì chị Banana mới suy nghĩ ra sẽ chế tạo ra một cái block để xây cái ngôi nhà lava cho làng để sưởi ấm nha. Wow wow wow. Bây giờ á nguyên liệu mình cần á là thác điện thạch và nó và tấm kiến á Hai Bi ơi. Ôm thác điện thạch đó thì phải có lava và nước. Vậy thì bây giờ chị Banana với Hai Bi á sẽ đi tìm thác điện thạch nè và kiến nữa, mà bây giờ giông bão quá rồi làm sao ta? Rất là lạnh luôn á.
giờ hay là mình xin ngủ đây một ngày đi ha. Nhưng mà bây giờ á, có chờ đi nữa cũng đâu có hết mưa đâu. Ổng nói mưa hoài mà Happy, đúng không ông? Đúng rồi, mưa đây là mấy tháng rồi chưa có dứt đâu. Đúng rồi, bây giờ mình mà chờ tạnh mưa nữa là lâu lắm. Thôi mình đi chế tạo đại luôn đi Happy ơi. Đâu rồi, ai da cho mượn cái lò đi ông ơi. Mình sẽ nung sắt ra. Ai da, ai quýt chị bên tay vậy? Ai quýt đây. Bây giờ tôi mượn cái lò của mấy ông để tôi nung sắt. Và sau đó tôi sẽ chế tạo cái xô nha. Đầu tiên á là mình phải sẽ chế tạo cái xô để múc nước chế vô lava để tìm hắc liên thạch. À bây giờ á chị Vanda sẽ chế tạo cái cúp nữa chứ, để mình có cúp mình mới đào được kim cương. Quên quên chị Vanda, chị Vanda. Sao Happy? Hồi nãy Happy có đem theo cả đống cúp luôn mà. Ủa vậy hả? Chị Happy đưa cúp đây. Happy đưa cúp. À không phải cúp kim cương còn không? Kim cương hả? Hết rồi. Trời ơi, đã nói cúp kim cương mới đào hắc liên thạch. Happy này đâm ban sổ lãi quá Happy ơi. Bây giờ mình ơi, chị sẽ làm cho Happy cây cúp kim cương luôn nha. Ủa chị ba, chị Vanda có kim cương hả? Thì kim cương nãy giờ chị đào chứ đâu mà Happy không có đào được kim cương ha. Đâu rồi nè Happy, đây Happy lấy một cây đi. Để coi có sắt chưa, mình sẽ làm cái xô nha. Happy biết làm cái xô không ta? Hả? Đây. À mình phải làm cái sẻng nữa Happy ơi. Happy vậy á, tí nữa Happy sẽ đi lấy cát nha. Chị Vanda là sẽ đi lấy hắc liên thạch đúng không? Nè Happy lấy cát về, Happy nung lên thành tấm kiến đi. Nè nè nè, cái sẻng này, cái sẻng này Happy. Nè. Đó, Happy lấy sẻng đi. Ok, bây giờ chị Vanda sẽ đi á tìm hắc liên thạch, đi á lấy hắc liên thạch nha. Chị Thơm, ôi mưa gió thiệt là lớn luôn, tụi sợ quá. Nhưng mà gì á, dân làng á, chị Vanda phải hy sinh để mà hả đi cứu dân làng mới được. Thôi bây giờ trước tiên á thì mình phải đi múc nước mới được. Ây da, ở đây có nước nè. À có được một số nước rồi. Vậy á thì bây giờ chị Vanda sẽ phải đi tìm thêm lava. Lava ở đâu đây? Làm sao mà biết chỗ để mà tìm đây? Có ai thấy không? Có ai thấy lava đâu không? Chị tôi ơi, ôi mưa lớn quá. Kìa, à đằng kia có lava rồi kìa. Hên quá. Đây bây giờ mình sẽ đổ nước cho nó tràn xuống cái này mới đúng nè. Đó, xèo. Rồi, múc lại. Happy tới đây. Đây, đào hắc liên thạch phụ chị Vanda đi Happy. Hồi lúc nãy Happy có hả về nung kiến được chưa Happy? Ô, 17 luôn. Ô, Happy giỏi quá. Tí Happy á làm tấm kiến luôn nha Happy. Ok. Rồi bây giờ mình phải cố gắng đào. Còn Happy á, tí làm tấm kiến nhiều nha, tại mình cần rất là nhiều lóc á nha Happy. Nhiều lóc kiến hả? Đúng rồi, mình phải cần nhiều để mà mình làm được á, mình mới xây được nhà chứ đúng không? Trời ơi, chị Vanda đào nãy giờ rất là mệt luôn. Và chị Vanda đã tìm được nhiều hắc liên thạch rồi. Happy ơi, bây giờ chỉ cần múc lava nữa thôi Happy ơi. Happy lấy cái xô múc lava về Happy ơi. Ok. Múc đi múc. Ủa, hai xô luôn. Đâu Happy múc hai xô hả? Nè cái xô nè Happy múc thêm cho chị Vanda với. Ok. Rồi bây giờ chị Vanda về nha Happy. Đi về Happy ơi, để mình chế tạo. Đi, làng đâu kìa, ngôi làng đang chờ mình. Ngôi làng lạnh lẽo trong mưa gió chờ mình về để hả giúp đỡ mọi người. Thôi đi thôi Happy ơi. Đi. Trời ơi, tối nữa lạnh quá. Chắc mình phải ngủ một đêm mới được. Trời ơi, bây giờ chị Vanda đã lạc nhà rồi. À, đây rồi, đây. Vô thôi, mình phải ngủ. Ôi, Happy đã ngủ trước rồi. Thôi mình ngủ luôn thôi. Ơi, sáng rồi Happy ơi. Bây giờ mình phải làm lại đi để chị ra coi bầu trời coi. Trời ơi, trời sáng vẫn ưu ám luôn Happy ơi. Bây giờ mình phải chế tạo thôi Happy. Dậy. Happy, dậy. Rồi bây giờ chị Vanda đưa kiến cho chị Vanda, bỏ vô rương cho chị Vanda đi. Chị Vanda sẽ chế tạo nè. Chị Vanda để Happy để trong rương cho chị Vanda nha. Ừ, để trong rương cho chị Vanda đi. Kêu mấy ông này đi xích ra. Thôi chị Vanda, thôi Happy đem vào đây đi. Chị Vanda chế tạo thêm một cái bàn chế tạo ngoài này cho nó tróc. Trời ơi, để ông cứ bu được chỗ đó đứng không mà làm sao mà làm được. Ok đây. Rồi Happy để trong cái rương này đi. Wow, trời ơi, rương này thật bò quá trời luôn nè Happy. Bây giờ chị Vanda sẽ chế tạo ra một cái hộp để mà đựng cái hắc liên thạch, đựng lava nha Happy. Đây đó, nó là như thế này nè Happy ơi. Đâu? Nè Happy cầm đi, đó thử đi đó, thấy chưa? Giờ bây giờ chị Vanda, hồi Happy thấy chị Vanda chế tạo, Happy chế tạo cũng nhiều lắm á. Đúng rồi, Happy thông minh quá. Happy bây giờ á nó chỉ là một cái khuôn bình thường thôi, bây giờ Happy hãy chế lava vô, đưa xô lava đây cho chị với. Xô lava hả? Ừ. Rồi Happy cũng chế vô phụ chị Vanda nha. Rồi cái biểu đồ nó sẽ như thế này, giờ mình sẽ lấy những cái lớp này mình xây nguyên một cái ngôi nhà cho làng luôn Happy. Rồi bây giờ chị Vanda sẽ tiếp tục làm thiệt là nhiều lắm nha Happy ơi. Đây bây giờ chị Vanda sẽ làm thêm thiệt là nhiều luôn để mà xây cái nhà nha. Đây đổ xong xuôi. Wow, Happy đã đổ đầy rồi nè. Và chị Vanda cũng đổ đầy nhiều block lúc này luôn nè. Ồ chị Vanda, cái này sưởi ấm được cho mình đúng không? Đúng nhưng rồi, Happy lại gần coi nghe nó ấm không? Đúng rồi, ấm quá. Ấm quá, ấm quá. Không nóng. Bây giờ thì chị Vanda sẽ bắt đầu xây cho dân làng một cái ngôi nhà bằng lava để sưởi ấm cho các bạn. Rồi được rồi, mình đi xây thôi Happy ơi. Happy hãy đặt phụ chị một cái vách bên đây đi. Nè, đập nó ra. À, đập ra, đập cái cục đá này ra. Đó, bây giờ mình phải lấy cái lớp này xuống.
Đây, đặt vô. Giờ Happy hãy đặt nè, đặt mấy cái giáp này đi rồi chị Mila sẽ xây vô nha Happy. Ok. Đây, đặt ra đi, đặt ra. Mila, hồi nãy chị Mila có chừa kiến lại không? Có, mình phải chừa kiến lại để cho mọi người nhìn ra ngoài thấy chứ, đúng không? Chị Mila, Happy đang đầm à. À, chị Mila không thấy. Rồi, sorry đó. Wow, nhìn nó rất là ấm luôn nè Happy. Chị Mila còn sáng nữa đó. Đó, mà đẹp nè chưa. Wow, bây giờ mình phải tiếp tục xây thôi Happy ơi. Wow, được một cái giáp rồi nè, đẹp quá Happy ơi. Tiếp tục, bây giờ Happy đào đi, chị Mila sẽ xây giường. Để Happy giờ cái giường ở chỗ khác. Bập, đây, đập hết những cái lớp ở dưới đi. Đập hết, đây. Ui, trời, chị Mila đặt lộn một lớp ngay chỗ này. Happy đập giùm chị cái lớp đó nha. Ok. Đập thôi. Đây, thấy chưa? Ấm chưa mấy ông dân làng ơi, ấm chưa? Lắm rồi, cảm ơn nha. Trời ơi, quá đã rồi bà con ơi. Ôi, hôm nay là nhà mình ấm quá rồi. Đó, thấy chưa? Thấy mình tốt cái Happy. Không ngờ hôm nay mình làm được một cái việc tốt như thế này. Cảm ơn Panda Yabi nhiều nha. Không mấy có gì đâu ơi, cảm ơn Panda Yabi đi. Cảm ơn. Ôi, coi tội nghiệp mấy ổng quá. Làm hết mấy tháng nay mấy ổng phải sống trong lạnh lẽo. Thật là tội nghiệp thế Happy. Đúng rồi. Chị Panda Happy đang xây cái nóc nè. Wow, Happy làm cái nóc nè, đẹp chưa. Happy khỏi đặt, lỡ như Happy khỏi đặt, Happy xây vô mấy cái chỗ này nè. Ok luôn đó. Được không? Nhưng mà làm sao á, còn nguyên cái nhà rộng rộng nha, để nhỏ quá người ta sống không đủ á. Nếu như vậy thì Happy sẽ làm cho nó cực rộng luôn á chị Panda. Ừ, rồi Happy làm đi. Bây giờ chị Panda đã làm xong nhà cho dân làng bằng lava để sưởi ấm rồi nha mọi người. Nè, mọi người hãy nhìn xem đi, đó, đẹp chưa? Wow. Đó, bây giờ mình phải vô hỏi mấy ổng coi ấm chưa nha Happy. Ấm quá rồi. Nè mấy ông ơi, mấy ông thấy ấm chưa? Ôi ấm quá rồi, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn bên đây với Happy nhiều nha. Happy ơi, mấy ông đó thật là vui kìa, nhìn thấy Vui quá. Thật ra mấy ông vui quá, thành ra đâm ban Happy ơi. Bây giờ chị Panda đã làm được một điều tốt ngày hôm nay rồi. Chị Panda cũng thật là vui luôn nè. Cái ngôi làng rất là đẹp luôn. Bây giờ nhìn xem đi đó, đẹp chưa? Wow. Quên chị Panda lỡ. Chị Panda ơi, nhìn cái giếng nè. Đâu, cái giếng đâu? Wow, Happy xây cái giếng bằng lava luôn rồi nè, đó. Sẵn Happy để cái xô đây cho ta múc nước luôn nè. À, đúng rồi, cho người ta múc nước luôn đúng không? Đúng. Rồi, ok, bây giờ mình phải tạm biệt dân làng thôi Happy ơi. Bye bye dân làng nha. Chúc dân làng ấm cúng và vui vẻ nha. Ô, vui quá, cảm ơn Happy với Panda nhiều nha. Ngôi làng này thật là biết ơn Panda với Happy, Ủa? Trời ơi. Gì vậy? Làng ơi, hết mưa rồi. Ôi, hết giông bão luôn rồi, mừng quá. Ôi, sao trời trong veo vậy? Wow, yeah. Không có mưa gió gì nữa, buồn mừng quá. Ôi, sao đóng quá trời ơi, đóng quá, rồi sao giờ? Ai biết đâu, tự sao suy nghĩ. Bên đây Happy ơi, đập ly xây lại cho tôi, trả lời đi ông làng nóng quá. Trời ơi, đóng quá. Hồi nãy á thì á nói á là trời mưa bão lạnh quá cho nên chị Panda mới xây cho cái căn nhà lava để sưởi ấm. Bây giờ tự nhiên vừa lấy xong hết mưa rồi. Đóng quá, Panda với Happy lại đây đập bay lại cho tôi. Thôi, cũng nóng quá. Tôi cũng không biết nữa, thôi tôi về làng nha. Ơi, bắt Happy với Panda lại xây nhà cho mình làng ơi. Đóng quá. Ôi, đưa ba chúng bạn nghe. Bây giờ chị Panda cũng biết làm cách nào nữa. Mà nhà nóng cũng dễ thôi, thì mấy ổng cứ đổ nước là được thôi các bạn. Chị Panda, nhà nóng á, chị nào mưa tí thì khỏi xây. À đúng rồi, nhiều khi á, mấy ông ơi, nhiều khi một tí